Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Có thí sinh nào khi bạn về chừng nhất không? Ở cái Rap Việt năm nay thì mình về chừng top 8 nhất. Là đa phần là tất cả những bạn top 8, như top 8 là những người mà mình đã tính toán từ ban đầu rồi sẽ phải đụng độ rồi. Thì đa số tất cả những bạn top 8 mình tính toán đều đúng y vậy luôn. Vậy là bạn đã có sự tính toán dành cho từng đối thủ rồi đúng không? Đúng rồi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng bạn mình với cả team nghiên cứu rất là nhiều. Cũng như là nghiên cứu những cái kỹ năng mềm của từng nghệ sĩ trong cái Rap Việt mùa 2 này nữa. Thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều từng bạn, từng cá nhân mình, dành thời gian mình nghe nhạc các bạn hết luôn. Để cho mình dành một cái sự tôn trọng nhất định cho đối thủ của mình rất là nhiều. Xét về từng khía cạnh trong kỹ năng rap thì hai bạn ấn tượng với thí sinh nào nhất? Về melody trước đi. Melody của bạn nào hả? Anh ấn tượng với anh nhất? Obito. Yeah, mình cũng vậy, tại vì Obito mang màu rất là quốc tế. Rất quốc tế, rất xịn, rất sang. Và không có một cái gì lấn cấn cả. Nghe rất là mượt. Và về visual và mọi thứ của Obito thực sự là rất là đã. Tức là để cho các bạn trẻ thời bây giờ, những bạn Gen Z á, thì hình ảnh của Obito Black đánh giá là rất là tốt. Cũng theo góc nhìn của Black, cũng như Viso, thì Viso cũng là melody rất là đỉnh. Nhưng mà Viso với lại Obito không thể so sánh được, vì mỗi người là melody nhưng mà hai lĩnh vực khác nhau. Cái melody của Viso nó nghiêng về cái phần nội tâm nhiều hơn, nội tại nhiều hơn. Còn cái melody của Obito nó lại rất là hàn lâm. Theo góc nhìn của Black, catchy. Catchy. Còn về flow thì sao? Bạn thích cách đi flow của ai nhất? Nếu mà nói về flow thì mình có hai sự lựa chọn cho mọi người luôn. Đó là nếu mà là mình thì mình rất là thích BY. Mình thích cái cách BY đi, những cái phần điệu chằng chịt như vậy. Nhưng mà mình cũng biết luôn đó là cái người mà phù hợp để mà cho đại chúng hơn ở thời điểm này đó là anh Son 7. Là về vần câu mọi thứ đều rất là hoàn hảo và rất là nhẹ nhàng để đến được với người nghe. Thì đây là hai người mình đánh giá rất là cao về flow ở cái Rap Việt mùa 2 này. Còn đối với mình thì vẫn đặt hàng đầu là anh BY thôi. Bởi vì flow anh BY lúc đầu mình nghe thực sự không phải là khó vô mà rất là mới lạ. Và nó mới. Vì cái flow đó mà ảnh đưa được những cái lyric của thâm sâu của ảnh rất nghe rất là hay, nổi da gà luôn. Thì góc nhìn của Black là BY có một cái khả năng rất tốt về flow cũng như là về cái tư duy âm nhạc rất là điện ảnh. Tức là mọi người không biết chứ xuất thân của BY cũng từng là làm đạo diễn kiểu những phim trẻ trẻ thôi, cho nên là cách BY bố cục từ ngữ và câu cú rất là điện ảnh. Đó cũng chính là cái điểm mạnh của BY và cũng chính là cái thứ mà khó để BY tiếp cận những người nghe luôn. Cho nên mình cũng nghiên cứu rất là anh bạn này ra thơ là như là anh nghiên cứu về em vậy đó. Thôi, vậy.